Chào mọi người, kênh Tôi Yêu Hải Phòng hôm nay cũng nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ, ngày 7 tháng 5 năm 1954 và hôm nay là ngày 7 tháng 5 năm 2019. Đây là cái một số cái hình ảnh mà mình muốn chia sẻ, những cái điểm chính, những cái khu vực chính của con đường Điện Biên Phủ, ví dụ như là khu gần chỗ cầu Lạc Long này. Đấy. Vậy tức những cái khung nhà rất là cổ của thời Pháp vẫn còn hình dáng đâu đó ở quanh đây. Còn đây là cái khu vực bảo tàng, nơi đang diễn ra cái trưng bày về Chủ tịch Tôn Đức Thắng kỷ niệm 65 năm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ. Các bạn học sinh thì đang tập trung ở đây để tham quan cái trong viện bảo tàng này. Thì nhiều người cũng đã từng đến viện bảo tàng thì trong cái trưng bày rất nhiều di tích về lịch sử. Đó, các bạn nhìn qua khuôn viên của viện bảo tàng. Cái này mình sẽ review sau chi tiết cho các bạn. Còn đây là cái góc phố mà phố Đinh Tiên Hoàng nối với cả Điện Biên Phủ nhé các bạn nhé. Đấy, ngay cạnh chỗ viện bảo tàng mình vừa đứng quay ấy. Các bạn có thể hình dung ra hôm nay là cũng dập cờ hoa khi mà cái ngày lễ hoa phượng đỏ cũng sắp tới. Còn đây là cái góc phố mà chỗ nối giữa Minh Khai và Điện Biên Phủ, ở cái quán Maxim Cafe này. Và các bạn nhìn thấy bên kia là cái khu tổng hợp hồi xưa, bây giờ chỉ là cái quán là trên là quán nước. Đấy. Ở dưới là một phần là siêu thị Intimex và một số cái mặt hàng ở trong và một cái hiệu bánh pizza đang ở đây. Còn đây là đồng hồ Ba Chuông thì chắc là các bạn không thể quên được, đây là một cái phần của biểu tượng của thành phố ở cái góc phố chỗ Điện Biên Phủ với cả phố Minh Khai này. Hồi xưa ở đấy là có cái thư viện ấy, đọc sách, ai đến đấy đều đọc sách ở khu đấy. Này, có sự thay đổi rất là nhiều. Mình đang đứng ở chỗ Minh, ở chỗ bên chỗ tổng hợp. Để quay cho các bạn xem. Này. Còn giới thiệu các bạn đây là cái khu vườn trẻ, vườn hoa kim đồng. Cái khu này thì thực ra sắp tới cũng sẽ phải di chuyển. Đấy là mình nghe nói như thế. Sẽ di chuyển tới công viên Cung Văn hóa Thiếu Nhi, tới Cung Văn hóa Thiếu Nhi, để cho nơi đây sẽ dành là một cái cũng là giải công viên xanh, lá phổi của thành phố. Đây cũng là một cái những cái kỷ niệm mà rất nhỏ, từ các bạn nhỏ hồi xưa đến bây giờ cũng sẽ thay đổi rất nhiều. Đấy, các bạn nhìn cái tòa nhà thời Pháp, cái chỗ đấy bây giờ là cái Northfest là hãng tàu rồi. Còn đây là khuôn viên mà sân cảng, bóng đá cảng, mọi người dân Hải Phòng hay thường gọi, bây giờ thành công viên rồi. Đấy, cũng làm được khoảng một năm nay rồi. Thì các bạn, nếu mà ai đã từng đá bóng đá ở đây thì chắc là đều nhớ cái khu vực này. Đối diện đằng xa kia là cảng 1 đấy. Đấy, là cổng cảng 1. Rồi chúng ta sẽ đi vào chi tiết cái con đường Điện Biên Phủ trong cái ngày 7 tháng 5 ấy nhé. Hôm nay là ngày 7 tháng 5. Và thứ 3. Trời hôm nay thì rất là râm mát, sắp chuẩn bị cho ngày giải phóng Hải Phòng, lễ hội hoa phượng đỏ trên cầu Lạc Long, quanh phố phường là dập cờ luôn. 64 năm hội hoa phượng đỏ, điểm đến du lịch, điểm đến thành công, Hải Phòng điểm đến thành công. Đây là đường Điện Biên Phủ nha các bạn nhé.
nó kéo dài từ Lạc Long đến chỗ tận ngã 6, nó rơi tầm khoảng hơn một cây một chút gì đấy theo mình nhận được. Thì theo ghi chép trên cổng thông tin điện tử của thành phố Hải Phòng ấy, thì mình cũng tìm hiểu được là phố Điện Biên Phủ này gồm hai con phố chính trong thời kỳ Pháp thuộc, đó là đại độ Pompey và phố thống chế Giốp. Năm 1954 thì đại độ Pompey đổi gọi tên thành đại độ Hồng Bàng, và sau giải phóng thì phố Giốp cũng đổi thành Điện Biên Phủ. Còn năm 1963 thì nhập lại đại độ Hồng Bàng với phố Điện Biên Phủ, thì còn gọi hiện nay là phố Điện Biên Phủ bây giờ đấy. Thì thời Pháp thuộc trên con phố có rất nhiều cơ sở kinh doanh kinh tế quan trọng, thì phố này vẫn là trung tâm thương mại chủ yếu của Hải Phòng từ hồi đó đến giờ. Còn đây là ngã tư Hoàng Văn Thụ và Điện Biên Phủ các bạn nhé. Đấy. Cái đoạn này thì cũng có rất nhiều quán cà phê mới mọc lên bây giờ, nhưng mà vẫn giữ một chút gì đó cổ kính của thời Pháp. Những ngôi nhà, ngân hàng và một góc phố. Cái phía trước kia đối diện với cả bảo tàng kia, là bên phía đầu kia thì làm trước là bên phải đấy là dược phẩm Trung ương 3, là nhà mình ở trong khu đấy. Nay bây giờ nó thành khách sạn Monaco này, bên phải đấy các bạn. Đấy. Trước mình ở khu này, sau mãi về sau mới chuyển về khu Hạ Lý. Bên phải vẫn là những ngôi nhà cổ. Dường như hồi xưa thời Pháp là thường là thấy thường là xây kiểu như là khu hai tầng. Ở bên trái là cái khách sạn Hồng Bàng hồi xưa, bây giờ mình thấy bây giờ nó vẫn như thế thôi. Rất mong các bạn ủng hộ kênh Tôi Yêu Hải Phòng bằng cách là nhấn đăng ký và nhấn chuông nếu mà lần đầu tiên xem. Còn nếu các bạn đã xem rồi thì có thể ủng hộ bằng cách ấn like để chia sẻ những video của Tôi Yêu Hải Phòng. Số 58 Điện Biên Phủ vẫn còn cái cấu trúc nhà Pháp. Dọc đây hầu như là ảnh hưởng rất là nhiều ngôi nhà Pháp cổ xưa. Điện Biên Phủ. Dường như hôm nay là cái ngày giải phóng Điện Biên, cho nên là có ngắn đi dạo phố bằng xe đạp để nắm lại con đường này hay sao ấy. Ở phía trước này là cái khu vực ở bên trái là cảng, sân cảng bóng đá hồi trước, bây giờ chuyển thành vườn hoa rồi. Còn bên phải là cái khu vui chơi vườn hoa Kim Đồng ấy, trẻ em. Nghe nói là sắp tới là cũng phải chuyển đi để đưa vào đấy là cái giải vườn hoa trung tâm. Đối diện đây các bạn nhìn hai ngôi nhà Pháp cổ vẫn còn tồn tại. Mình cũng chỉ chia sẻ được một phần về cái một số cái hình ảnh về con đường này thôi, để mọi người có thể ngắm lại một chút hình ảnh so sánh với hồi xưa, mình có thể nhìn thấy bây giờ nó thay đổi như nào. Thì con đường này nó cũng là con đường chính buôn bán kinh doanh từ ngân hàng, khách sạn các thứ. Bây giờ thì nó vẫn thế, nó vẫn đông đúc và nhộn nhịp. Cảm ơn các bạn đã xem video và nhớ đừng quên nhấn đăng ký, nhấn chuông để ủng hộ Tôi Yêu Hải Phòng nhé. Phía trước là cái khu ngã 6 là hết cái con đường Điện Biên Phủ rồi. Đấy. Đấy, một phần là mình muốn giới thiệu về cái con đường Điện Biên Phủ này.
nhớ đón xem video tiếp theo của mình nhé. Đây là khu ngã 6. Sang bên khu ngã 6 là đường thật nặng.